Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Trong video này chúng tôi giới thiệu hai bộ, một bộ bằng chất liệu gỗ hương đá và một bộ chất liệu gỗ gõ đỏ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho xếp xe để bàn giao cho quý khách ở Thanh Hóa và Hải Dương. Quý khách đã đặt hàng online trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi hoàn thiện xong bóng bẩy và vân veo rất là đẹp. Đây là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá, hàng được tuyển vân. Kích thước của chiếc bàn trà chúng tôi làm kích thước 70x40 và chiếc đôn này chúng tôi làm 40x40. Và hai chiếc ghế đơn chúng tôi làm kích thước là 1m15x1m27 và chiều sâu là 65. Chiếc ghế dài thì chúng tôi làm kích thước 2m60, cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Chúng tôi đã hoàn thiện bóng bẩy và lên được cái màu vàng sáng theo đúng bản chất của gỗ hương đá. Thì quý khách có nhu cầu mua bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem. Từ phần cột đến phần vách, cũng như phần trương và phần mặt. Phần ván chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn chúng tôi làm dày 4 phân, làm theo yêu cầu của khách hàng. Và toàn bộ phần vân gỗ là vân tự nhiên. Trong rất nhiều các video lần trước chúng tôi đã bàn giao rất nhiều các cái bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá, gỗ mun đuôi công, gỗ mun hoa cũng như chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Quý khách có thể vào trang chủ tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem thêm. Buổi chiều hôm nay thì chúng tôi cùng lúc xếp xe hai bộ, một bộ đi Thanh Hóa và một bộ đi Hải Dương cho hai quý khách đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ quay rất chi tiết từ đằng sau lên đằng trước cho quý vị xem. Toàn bộ là vân tự nhiên. Gỗ hương đá thì nó có cái điều đặc biệt là vân rất là đẹp. Và khi hoàn thiện thì màu cũng là màu sáng. Chiếc ghế đơn chúng tôi làm kích thước 1m15 x 1m27 và cao sâu và chiều sâu là 65. Các bạn đang xem đây là đằng sau của chiếc ghế dài. Cũng được chọn vân, chọn gỗ. Và phần bàn thì chúng tôi làm kích thước là bàn 70 x 1m40 và được chạm hoa văn họa tiết 4 xung quanh hoa lá tây, ở giữa chúng tôi chạm trống đồng Đông Sơn. Đây cũng là mẫu bàn ghế mà chúng tôi bán chạy nhất trong cái thời gian vừa qua. Trung bình một tháng chúng tôi bán từ 30 đến 40 bộ như này cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc, hàng mộc cũng như hàng hoàn thiện. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy điện về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách từng cái bộ một. Và cũng như theo như quý khách yêu cầu, dụ chọn vân thì giá thành nó sẽ cao hơn cái hàng bình thường. Chúng tôi cũng là một đơn vị sản xuất bàn ghế đồ thờ cúng rất nhiều. Trong cái dịp tháng 9 tới này chúng tôi sẽ bàn giao rất nhiều đơn hàng liên quan tới đồ thờ cúng bằng gỗ, thì quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem thêm. Chúng tôi làm những bộ Tần Thủy Hoàng như này, cột ghép, cột liền đều có và yếm liền. Lát nữa chúng tôi sẽ quay bộ bàn ghế của Tần Thủy Hoàng gỗ gõ đỏ cột liền. Cũng đã được hoàn thiện bóng bẩy, đang chờ xếp xe. Màu sắc thì rất là đẹp. Và vân là vân tự nhiên. Chúng tôi không can thiệp vẽ vân. Và đây là trên hình các bạn đang xem bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12 cột liền bằng chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Thì màu nó sẽ sáng hơn màu gỗ hương đá một chút. Nó giống với màu vernis. Đây cũng là một bộ gồm có 6 món. Một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Chúng tôi đang chuẩn bị xếp xe hai bộ đi cùng một lúc.
Quý khách có nhu cầu mua bộ bàn ghế tần tiểu hoàng, bộ bàn ghế phòng khách cho gia đình, hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách muốn cập nhật mẫu bộ bàn ghế phòng khách mới nhất, hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi sẽ cập nhật trong trang chủ rất là nhiều đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ. Chúng tôi đang sản xuất ra rất nhiều các cái bộ bàn ghế tần thiều hoàng, gỗ mun đuôi công, gỗ hương đá cột 14, cột 16 trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.